Rồi, xin chào các bạn. Đây là Dell Precision T5820 các bạn. Mình đang cho nó nằm xuống các bạn. Thì đây là cái máy trạm của Dell chạy CPU V kép các bạn hoặc là Core X. Đó, thì Dell 5820 này á hoặc là HP Z4G4 các bạn, nó sẽ phân làm hai dòng. Một dòng á là chạy chipset C422 á là chạy những con Xeon V kép. Ví dụ như máy mình đang chạy là Xeon V kép 2135 các bạn. 6,12 luồng xung 3.7 motherboard 4.5. Đó. Ở một cái dòng khác á, thì nó cũng là Dell 5820 nhưng mà sử dụng X299 các bạn. Chipset thì nó sẽ chạy CPU Core i. Ví dụ như là Core i7-9800X nè, rồi i7-7800X nè, rồi i9-9820X vân vân. Đó, nên các bạn lưu ý nha. Và mỗi ví dụ cái dòng chipset C á, thì chỉ chạy Xeon, còn dòng chipset mà Intel 299 á, thì nó sẽ chạy Core X nha các bạn, hoặc là Core Y. Các bạn lưu ý không có gắn qua lại được. Rồi thì cái máy T5820 các bạn, mình cũng có review về nó rồi. Thì hôm nay mình sẽ ráp một cái thùng máy chạy Intel VK2135 TDP 122W. Rồi xung là 3.7 nè các bạn và Mach Turbo là 4.5 GHz. CPU này có 6 core 12 luồng. Tiếp theo các bạn sẽ thấy mainboard nè, đây là mainboard Dell và chipset của nó sẽ là chipset C422. Các bạn lưu ý ha. Rồi máy này mình cài Windows 10 21H2. Xin lỗi các bạn, 22H2 mới nhất rồi các bạn, ngày 27 tháng 12 luôn nè. Rồi VK2135 ha, RAM 32 GB và cái dòng Xeon VK này á, nó chạy lên cái tầng bus là 2666 trở lên rồi các bạn. Thì bạn cho thấy này, Tech Manager Performance. Rồi 6,2 luồng ha. Đó, RAM thì các bạn sẽ thấy nè, 2666 nè các bạn. Đó. Như vậy đối với Z440 thì sẽ chạy 2004 với CPU E5V4 thì lên đây nó sẽ cao hơn một dòng vàng là sẽ chạy default là 2666. Rồi SSD NVMe 256 để chạy Windows, SSD NVMe XPG S40 1T để chứa dữ liệu nè các bạn. Rồi card hình là RTX 2060 Super. Đó. Rồi, hôm nay mình sẽ nói về cái việc á, là ví dụ như các bạn thấy á, cái máy mình đang chạy Windows 10 Pro nè các bạn, 10 Pro ha, 22H2 và cái sụt này mình tải từ Microsoft xuống mình cài vô các bạn. Và sau đó mình update mới nhất rồi. Đây các bạn cho thấy nè, update nè. Đây, update mới nhất là bạn lúc 8 giờ rưỡi luôn nè. Bây giờ mình sẽ qua cái thẻ Active. Thì các bạn thấy là bây giờ cái máy mình là nó chưa có Active. Nó Active các bạn ha và chúng ta sẽ vô đây. Rồi, tới khúc này á, bạn sẽ thấy là update do Edition of Windows nữa các bạn đang nhấp vô. Rồi, chúng ta sẽ chọn Start. Rồi, máy nó sẽ reset lại các bạn. Rồi, máy sẽ reset lại vô Windows. Các bạn sẽ thấy những cái khúc này nó sẽ lâu hơn chút xíu so với bình thường các bạn, là Windows đang nạp thêm một số cái edition nữa. Rồi máy vô Windows lại nè các bạn sẽ để ý nhìn ha. Bây giờ mình vô lại trong đây, Home, Update, Active. Đó, các bạn thấy gì không? Và cái máy mình bây giờ á, nó không phải là Windows 10 Pro bình thường nữa, mà nó là Windows 10 Pro Forward Edition các bạn ha, và Active with Digital License. Tức là tại vì cái máy Dell T5820 của mình á, nó có bản quyền for Windows 10 Forward Edition các bạn. Đó, và Win 10 Forward Edition đó thì được các anh chị đánh giá cao hơn so với Windows 10 Pro bình thường các bạn. Đó. Thì các bạn có lưu ý ha, thì rõ ràng các bạn có thấy có thể hình dung được cái sụt Windows 10 và Windows 10 Pro Forward Edition đó nó chỉ hơn nhau một vài cái edition thôi và có thể update rất là nhanh luôn. Đó. Rồi. Đối với Windows 10 Pro Forward Edition các bạn sẽ thấy Windows sẽ mở thêm một dòng Ultimate Performance nữa các bạn. Chúng ta sẽ check xuống đây ha. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn theo dõi clip. Để mình mở cái máy ra mình coi cho các bạn nó hết bên trong luôn nha. Đó, ví dụ như đây là cái bản system CPU support của Dell T5820 các bạn. Thì các bạn thấy là có VK2275 nè, 14,28 luồng, xung 3 GB, motherboard 4.6 các bạn. 14,28 luồng xung cao luôn. Rồi Core i9 9820X nè bạn, 10,20 luồng xung cao luôn nè. Rồi một số cái mã khác nữa nè các bạn.
Đó, i9 960X nữa nè, 16 có 32 hai luồng nè. Đó thì mình cũng lưu ý các bạn ha, W á thì chạy cho chipset C422, còn Core X á thì nó sẽ chạy trên chipset i299 nha các bạn. Nên là tùy theo cái Dell hoặc là cái HP các bạn chạy chipset nào mà các bạn chọn CPU update cho nó phù hợp. Đây là phía sau máy nè các bạn, nguồn Dell 950W nè các bạn. Rồi. Có hai cái quạt đây ha. Ở đây không có fan rear nha các bạn. Rồi hai cổng audio nè, hai cổng PS2 nè, cổng cơm bọt lên Gigabit nữa các bạn. Rồi 6 cổng USB 3.0 phía sau luôn nha. Rồi các bạn phải xích đầu máy chúng ta mới gỡ cái nắp máy được các bạn. À, tại vì nó cái đeo này nó có cái instruction sheet đó. À, instruction sheet ở đây nè các bạn. Đó, nếu mà khi mình nằm ở đó máy ra máy sẽ ốp xuống luôn. Đây là vị trí nguồn nè các bạn. Đây là vị trí là CPU nè. Rồi RAM thì sẽ có 4 khe trên, 4 khe dưới ha. Card NVMe nè các bạn. À, rồi cái máy này nó có support là SSD chuẩn U2 rồi Blade NVMe này kia nọ các bạn, mà đầu tư thêm cái đó chúng ta phải thêm gọi là thêm option đó, nó sẽ thêm tiền khá là nhiều luôn các bạn. Bây giờ hiện tại vẫn chưa có đại trà thành ra cái chi phí gắn những cái đó nó còn cao. À, chắc ở 1 2 năm tới thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều các bạn.